dắt vào trong cái chăn đó. Lúc ấy mấy giờ không? Tầm khoảng tầm 9 giờ hơn 9 giờ một tí. 9 giờ hơn. Nó đi ở nút này, có cả nút xe này. Nhưng mà nút xe nó với làm gì? Chắc nút xe nó cái tôi người vào chăn lúc tô bà chắc nó bắt bà nó bắt trâu. Ồ nó bắt trâu. Thế ông có nhìn thấy con trâu lên xe không? Ừ, con đang đi lấy bán trâu. Không phải là em bán trâu ấy, mà là trước ấy là em đi lái máy xúc ấy, là cái máy xúc ấy nó bị mất hộp đen, nên là con của ông ấy là chơi bời, con trai của ông ấy là nó bán máy xúc, nó bán mất hộp đen, xong rồi nó đổ cho em là lấy dầu ăn cắp dầu bán. Xuống. Ôi, bây giờ biết tìm đâu đây anh? Chia nhau ra mà tìm nó xuống. Chỗ này rộng này, chỗ này nó trũng trũng này, chỗ cũng hay xuống này. Đưa em một cái đàm nào. Chia nhau rồi nhá. Đây, anh cầm chìa khóa xe đi. Ôi, vắt ấy ở đây. Ông Việt đi xuống ngay đây. Mày đi với anh Tuy để anh đi thẳng đường anh xem à. Đấy mọi người ạ. Cái sự việc có xảy ra hơi bất ngờ chút. Thế nhưng mà cũng rất may là hiện tại thì thương không vấn đề gì. Anh em mình đã đưa lên viện thì cũng chụp cắt lớp các kiểu rồi. Thì không có vấn đề gì mà chị bị rách mấy mũi đấy. Hơi choáng tí thôi. Vật cứng đập vào thì choáng. Thì bây giờ anh em mình đợi thương ra rồi về nhé mọi người nhé. Đấy, anh em mình vừa đưa thương vào cấp cứu cũng đi chụp chiếu các kiểu rồi. Rất may là nó không ảnh hưởng gì đến phần não bộ bên trong rồi. Nó chỉ hơi bị choáng phần đầu tí thôi. Khả năng là bị cái vật cứng gì đập vào đầu không là kiểu ngất. Nhưng mà nếu mà làm sao mà bò ra tận ngoài đấy tải. Đâu. Anh ông này là kiểu là xô sát thì xong rồi đẩy nhau ra ngoài đấy chứ làm sao mà bò được ra ngoài đấy. Vì cái vết máu nó cách đấy từ ấy mà. Bành à? Thì kiểu như là lên thì bác sĩ bệnh viện người ta bắt buộc là mình phải chụp cắt lớp mọi người ạ, CT. Nếu mà không xảy ra vấn đề gì người ta mới không. Còn nếu là người ta không cho mình tự ý là đề nghị là tự khâu không chụp là người ta không đồng ý, vẫn phải chụp. Vì nó về đằng sau gáy mà, ảnh hưởng người ta không chịu trách nhiệm với đấy mà. Nên là có hơi phiền hà một chút, nên là mình cũng đưa đi chụp rồi. Không vấn đề gì là chờ mỗi khâu, lúc ấy anh ở trong đấy khâu gần xong rồi đó. Đang chờ bác sĩ. Nó chỉ là phòng tiểu phẫu thôi mà. Nó không phải là đại phẫu, đại phẫu là nó phải mổ xẻ đấy. Khâu mấy khâu tầm khoảng 7-8 mũi là cùng. Cái lúc bế lên em thấy nó có vết rạch đằng sau gáy này, sau đầu này. Lúc mày ngồi sau mày nhìn đúng không? Ừ. Đây nó kiểu nó bị đây này. Đúng rồi. Đấy, có vết rạch đấy. Đây trên khoa bệnh viện. Cái tháng này anh em mình lên đây đôi lần rồi. Ô tháng đâu? Tháng trước tháng này. Tháng trước tháng này. Tính ngày thì chưa đầy một tháng. Tính ngày nhưng chưa mà tính tháng thì trước là tháng 7, trước tháng 7. Tháng 8 rồi. Và đấy là anh Vinh là à đâu? Anh một đúng mùng 1 tháng 8. Đúng mùng 1, đúng rồi. Ừ. Đúng mùng 1 luôn. Lâu thế nhỉ. Cái khoa trên này khoa cấp cứu, còn đây cũng nhiều khoa lắm, nói chung ở bệnh viện này nó rộng. Chờ trong thời gian lúc nữa. Xong rồi về rồi không phải làm gì ăn. Vừa nãy anh hỏi rồi, chụp xong thì có kết quả thì họ bảo là chỉ khâu không về thôi. À đây rồi, ta đây. Đỡ choáng, khả năng đỡ choáng. Không mất buổi mọi người. Suốt từ trưa đến giờ. Thì xong cái là anh em mình đưa thương lên viện luôn. Nhưng mà chụp lúc anh nào ấy là chụp CT rồi nó
bảo không vấn đề gì, chỉ bị tổn thương rách cái phần da ngoài thôi. Chụp xong thì không vấn đề gì, nó mới cho vào khâu. Khâu xong thì tiểu phẫu xong thì về nghỉ ngơi thôi, chứ không phải nằm viện. Nếu mà nó ảnh hưởng gì phải nằm viện nữa. Đấy mọi người nhé, đã thấy Thương đi ra chưa? Giờ anh em mình đi về tốt rồi. Về để còn xem cái vấn đề mà phải đi tìm Châu nữa cơ. Đi. Không biết về bọn ở nhà thì nó tìm được chưa còn thôi. Anh em mình lúc đấy là mình với sư phụ là đưa Thương một mạch lên trên viện luôn này. Tết. Nghe à, cô ơi báo chứ. Không được một người leo leo đây đi. Ờ thằng Việt leo đi. Anh tôi đi xuống để em đi thẳng lên sân. Trên đấy nhiều có trước chỗ hay lên đây ăn mọi người ạ. Đúng rồi. Lần này lên đấy. Nghe à. Đi xuống dìa khe anh Tuyên nhá. Nghe à. Nghe à. Nghe à. Nghe à. Nghe à. Ui. Ông đi đâu vậy ông? Chạy đâu ở kia tí, chăm có vấn đề gì. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Hỏi chút, ông nhà ở khu vực này ông có thấy con trâu trắng nó nhà cháu hay thả ở khu vực này đấy, mà ông có thấy nó đi lên đây không? Ở một sáng thấy nó có người dắt trong này, chăn ở trong này mà. Cái ông gầy gầy phải không? Ừ đúng rồi. Dắt vào trong cái chăn đó. Lúc ấy mấy giờ không? Tầm khoảng tầm 9 giờ, hơn 9 giờ vậy, một tí. 9 giờ nó đi ở nốt này, có cả nốt xe này. Nhưng mà nốt xe nó vào làm gì? Chắc nốt thương chắc là một số nó thấy có người vào chăn lúc tô và chắc nó bắt vào nó bắt trâu như nào ấy. Ủa nó bắt trâu. Thế ông có nhìn thấy con trâu lên xe không? Nó không nhìn thấy chỉ đoán thôi chứ mình tao nhìn thấy được. Nhưng mà thấy cái xe mà họ hay chở trâu bò vào đấy à? Ừ. Ôi giời ơi. Chết rồi. Hay là mất rồi tiếp. Tôi được ông ơi. Ông đi nhá. Dạ vâng ạ. Anh Tuyên đây. Anh Tuyên đây. Anh Tuyên. Lên đây anh lên nào. Đây. Đi bước nhanh cái chân này lên đây, thấy châu anh lên. Cái nào? Vừa ăn ở ấy, ở thế này thì thấy nó mới ăn cái nốt mới đấy lắm. Thế đúng rồi. Lốt xe chở châu bò. Ô xong. Anh ấy mất châu rồi. Tìm bỏ châu thế này rồi, nhanh. Đi lên đây luôn đi. Lên đây. Không cần phải xe máy cả, lên đây xem mà chết rồi.
Vừa rồi em gặp cái ông ở kia. Cái ông người ta nhà khu này, em hỏi người ta là chăn trâu chăn giếc ở con nhìn thấy kia con trâu nhà mình không? Mất rồi. Hả? Mất rồi. Mất rồi hả? Ừ. Thì người ta bảo là mày tắt máy mà không? Người ta bảo là cơ sáng là thấy đúng không thương kiểu dáng người gầy xong là chăn con trâu là thả ở trong đây. Nhưng mà một lúc sau là thấy một cái xe chở trâu bò vào. Trâu bò hả? Ờ là chở trâu bò vào đi hẳn vào cái lối này đây này. Thế là ông xe mới này. Thế là ông ấy là xong rồi cái lúc ấy thì tao đi mất. Dạ. Ừ. Vừa anh biết chưa thấy nó thảo nào thấy nó ăn mới ở thế này. Ăn cái bộ chuối con ăn con bộ chuối mà. Chết rồi. Công công. Các ông thấy bảo là thấy chứ có con xe mẹ ta đó. Con xe chở trâu bò là đi vào xong là thấy cái ông thương kia ông ấy dắt con trâu ra thế là ông ấy đi mất. Thế là cái ông kia ông ấy đi mất là ông ấy không để ý là con trâu nó có lên xe hay không. Thế bây giờ là nó bắt trâu rồi đúng không? Anh nghĩ như thế. Nhưng mà nó mang ra khả năng nó bắt rồi sao? Thì bây giờ để anh gọi điện bố nè. Anh gọi điện bố anh đi. Vào anh nhắn đi. Đó nó ngoài hay to anh. Mất trâu nó bố anh giết đấy. Alo. Bố à? Chú giữ đưa ông thương lên tới đâu rồi? Chú bây giờ vừa mới trên biển vừa mới đưa chụp chiếu xong rồi là câu xong rồi bây giờ đang xuống đấy. Bảo bố cháu là xuống xe nghe máy điện thoại để cháu bảo bố cháu cái này. Xuống xe nghe máy điện thoại này. Vâng, cái bí mật nên mất châu rồi. Mất châu á? Vâng. Đừng để ông thương nghe thấy. Dừng rồi. Dừng xe, nói chứ. Đây. Thằng Bành. Alo. Bố ơi bố. Đây. Bố xuống xe chưa? Rồi. Vừa rồi là con đi vào trong cái khu vực rừng ở trong ấy là gặp cái ông mà trước mà có trồng cây mai cho nhà mình ấy. Đấy. Con hỏi ông ấy là sáng nay là con nhìn thấy con trâu nhà mình ông là tầm 9 giờ sáng nay là có nhìn thấy con trâu trắng với lại ông thương kia là đi vào đi chăn đấy xong là ông ấy là một ông ấy đang thì ở đây một lúc thì thấy cái xe mà chở trâu bò ấy đấy là đi thẳng vào cái chỗ trong đây xong là tự dưng là ông ấy là nhìn thấy là ông thương là dắt con trâu qua thì xong rồi một lúc là cái xe là nó đi mất. Rồi. Rồi mày về đi bố đang về rồi. Vâng bố xem nhá, đừng đánh động ông ấy làm gì nhá. Okay. Dạ vâng. Đây này cái lúc xe vẫn còn này. Ừ, mới tinh này. Bây giờ là về nhà. Bùn ấy nhỉ. Ừ. Dọn bố anh về nhà. Thôi đục. Kìa, vết con trâu đi kìa. Nhìn dưới chưa? Lúc con nó ăn ở cái bụi chuối mãi dưới kia cơ mà. Thấy vết được phải không? Đúng rồi, mới tinh. Nhưng mà làm đéo, ông ấy đi bán trâu nhà mình. Không biết đâu. Nhưng mà mọi lần ông ấy ở nhà, ông ấy hiền lành tử tế mà nó làm gì đâu. Con trâu ấy bán được bao nhiêu, nó còn bé nữa, to lắm. Chết rồi. Đi về. Về nhanh. Thế bố xuống đi, tình hình ông ấy làm sao bố? Ngay tình hình này bây giờ mà bác sĩ vấn đề chỉ là ấy thôi, chỉ là bị ảnh hưởng cái phần bên ngoài thôi, chụp mà cắt lớp xong thì không được gì, khâu mấy mũi thì về. Ừ, con đang đi lống như là bán trâu. Nhưng mà lúc em mày gặp cái ông kia ông bảo làm sao? Đi lên thì bảo con hỏi ông ấy bảo là ông có nhìn con trâu trắng nhà cháu không chăn ở khu này không? Ừ. Ông bảo có sáng tao đi một vòng thì tao thấy cái thằng gầy ấy. Nó thả con trâu ở đây. Một lúc thì tao thấy một cái xe mà nó chở trâu bò. Cái xe mà nó có cái ràng ràng ấy bố. Xe thùng đấy. Vâng, xong có cả vết xe người ta đổ đi luôn mà. Đấy, thế là ông ấy nói là tao thấy một cái xe đấy vào thì thấy thằng nó dắt trâu ra. Thì con hỏi là thế ông có nhìn thấy là ông ấy cho lên xe không? Thì ông ấy bảo là thì tao thấy thế thì thấy nó đang dắt xe ra thì thế là tao lại đi luôn. Đấy mà xong rồi thế là tự dưng là
nãy bố con mình gặp gặp ông ấy là nằm vật ở kia xong là tự dưng mất trâu ấy. Thế bây giờ nói chung là nó thì đưa lên viện thì nó vấn đề thì chả vấn đề gì cả, bây giờ phải vào hỏi chuyện nó xem là như thế nào, bây giờ nó bán trâu đâu hay nó như nào thì mình còn biết đường. Bây giờ thực ra con trâu trắng nó không đơn thuần chỉ là con trâu, nó là cái lộc mà đến với tem mình rồi, từ gần như nó cũng chả hay con mắt đúng không, đó là linh hồn của tem rồi. Bây giờ thì nếu như mà duyên số trời cơ thì coi như là nó, ví dụ nó tuổi nó già nó mất hay là bệnh tật mình không cứu được thì gọi là do qua số đi. Thế bây giờ nó lại bị bán đi như thế thì vào xem nó ung thư này đang nghi là bán đấy. Dùng xe trâu, xe chở trâu bò đến làm gì nữa chứ. Gần 3 tháng rồi thì nói chung về cái cuộc sống sinh hoạt, về tính cái nếp của mày ở đây thì nói chung là 3 tháng thì chưa phải nhiều, nhưng mà mình cũng hiểu được phần nào với nhau. Thì nói chung về thương ấy thì mọi người, kể cả ví dụ như là mình bảo em nó đi lấy tiền hàng hay là đi mua bán cái gì đó, kể cả thừa giam 30, kể cả là vài nghìn nó cũng đem về nó trả. Nhưng mà vừa đấy thì thằng bọn thằng Bành nó đi tìm trâu thì nó gặp với ông này bảo mày sáng nay mày dẫn con trâu trắng nhà anh của anh đi, anh mới nghe tem là bán hay là gì đó thì cái đấy anh chưa biết, nhưng mà đại thể là em cho anh một cái lời giải thích về cái sự việc là mất con trâu trắng. Không phải là em bán trâu ấy, mà là trước ấy là em đi lái máy xúc ấy, cái máy xúc ấy nó bị mất hộp đen, nên là con của ông ấy là chơi bời, con trai của ông ấy là nó bán máy xúc, nó bán mất hộp đen, xong rồi nó đổ cho em là lấy dầu ăn cắp dầu bán. Nhưng mà em cũng bảo với ông ấy là em không lấy, nhưng mà ông ấy thì ông ấy nghe con ông ấy cứ đổ cho em là em lấy thôi, nên là nó cũng mấy lần nó cũng gọi cho em mà nó đòi lợi em ấy, thì em bảo cái này thì em không lấy, thì em không giả vì em có ăn cắp đâu. Thế là mấy lần em sao nó lại biết là em đi chăn trâu đấy. Đầu chăn trâu là em thì bảo em cũng hay live stream đấy, em cũng hay chụp ảnh vì chăn trâu em hay live stream chụp ảnh không, thế là chắc là nó cũng biết. Thế sáng nay thì em đang chăn ở đấy ở đầu rồi, thế là nó đi xe vào, em thấy cái ô tô nó lên vào em xuống, thế em nhìn nó lên, thế là nó lại đòi lợi em. Thì em bảo bây giờ là tao không có tiền mà tao cũng không ăn cắp mà tao cũng không phải trả. Thế là nó nhìn thấy trâu thì là nó bắt trâu. Thì em cũng bảo là trâu này là không phải trâu của tao mà tao chỉ đi chăn hộ anh chị thôi. Thế là nó cứ đằng nào nó đuổi nó bắt, thì em lao vào em không cho nó bắt thì là nó đánh em. Thế là em đánh em ở đầu này chảy máu. Thế là lúc em đuổi theo thì nó gạt em ra, lúc thì nó chảy nhiều máu quá em ngất ở đấy luôn, em không biết gì nữa. Nói chung là cái vấn đề đấy thì em biết trước đây là em đi lái máy xúc cho cái nhà đấy. Vâng. Thì em biết nhà nó đúng không? Em biết nhà nó. Đấy, bây giờ em nói rằng là do là nhà đấy nó bắt trâu. Vâng. Bây giờ nói chung như này, cái vấn đề mà nợ hay không nợ đấy là việc giữa em với nhà ông đấy. Vâng. Còn cái vấn đề đúng hay sai giữa cái câu chuyện đấy của hai người là do hai bên thôi. Vâng. Còn bây giờ trâu là trâu nhà anh chứ không phải là trâu của em. Vâng. Còn nó bắt con trâu này là nó sai lầm rồi. Vâng. Bởi vì con trâu này trâu nhà anh, và bây giờ anh sẽ gọi công an để nhờ công an vào cuộc để bắt cái thằng này, cái tội bắt trộm trâu. Đừng dễ hiểu chưa? Bởi vì là trâu là trâu nhà mình mà. Nó có thể bắt nợ thằng Thương cái gì thì việc của nó, nhưng mà con trâu là trâu nhà mình. Thì em cũng bảo là không phải trâu của tao, tao chăn cho anh chị tao. Ừ. Thế là nó cứ cố tình nó bắt anh ạ. Thế là em lao vào em không cho nó bắt thì nó lại đánh em. Ừ.
Thế bây giờ là em là biết là nhà nó gì? Vâng. Cái việc nói chung là bây giờ thôi, cái việc đúng sai hay cái việc mà như thế nào đấy thì mình sẽ để nói sau đi. Vâng. Thế còn bây giờ anh em mình là thống nhất là bây giờ mày biết nhà nó đúng không? Vâng. Mày biết nhà nó thì mày dẫn anh xuống. Vâng. Anh nói chuyện. Đấy, nếu mà gì là mình lấy trâu về chứ không bây giờ trâu biết đéo được nó bán hay nó thịt hay nó như nào. Vâng. Đúng chưa? Em biết nhà nó đúng không? Vâng, em biết nhà nó. Ok, đứng lên. Anh dẫn anh với anh em xuống để đón đòi trâu về. Đồng thời tao sẽ gọi cho anh Tuấn phó trưởng công an xã này. Hay là mình cứ xuống đấy xong mình gọi nhỉ? Mình cứ xuống này, cứ đấy xem còn trâu chưa, xuống xem là có một cái giam nhà xong rồi tao ăn luôn.